Thì xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này là 12 giờ cô chú anh chị ơi. Thủy mới đi bán về, hôm nay là thứ hai đầu tuần. Và cũng là mùng 2 tháng 7 âm lịch luôn cô chú anh chị. Hôm nay là Thủy không có ăn sáng ở ngoài chợ cô chú anh chị. Anh Mãi anh về anh nấu trễ quá cho nên là Thủy để về nhà Thủy ăn luôn, rất là đói bụng luôn cô chú anh chị ơi. Đây anh Mãi anh nấu một cái tô canh súp nè cô chú anh chị, ở trong này có khoai tây cà rốt và củ dền cho nên nó mới đỏ. Ở ngoài miền Bắc thì sẽ không có củ dền nhưng mà Thủy rất là thích ăn cái củ dền cho nên Thủy múc cái củ dền nhiều hơn. Cà rốt thì Thủy múc ít, khoai tây múc ít nhưng mà chủ yếu củ dền thì múc nhiều. Và cái này trứng với lại cá đù một nắng con gái của Thủy nó làm. Giờ Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn cơm với Thủy nha, chứ Thủy đói bụng quá. Có em Thiên ăn cơm với Thủy nữa nhưng mà em Thiên không có vô video nên em Thiên ngồi bên góc của cô chú anh chị. Đây, ăn đi con. Con đẩy cái ghế sát vô miếng. Rồi, con ngồi đó được không? Rồi. Thủy mời bà cô chú anh chị ăn cơm với Thủy nha. Rất là ngon. Để Thủy cho em Mãi nấu canh ngon nha. Ngon. Ngon đó cô chú anh chị ơi. Đây. Đây là củ dền nè cô chú anh chị. Thủy về ngoài Bắc á. Ở ngoài Bắc không có củ dền nhưng mà có rau dền. Ngon. Củ dền đó cô chú anh chị miền Nam. Sao Thủy thấy có cà rốt ở Đà Lạt đồ mà không có củ dền, hay là người Bắc người ta không có ăn củ dền cho nên người ta không lấy về bán thì sao? Ở ngoài Bắc Thủy thấy không có củ dền nào. Mấy bữa Thủy về ngoài Bắc á, Thủy muốn làm rau câu không sa không xương đổ chú chị, thì lấy cái củ dền để làm màu đỏ to đẹp nhưng mà không có thì phải đem từ miền Nam về 2-3 củ. Còn không có bữa năm nào mà phải về mà cúng cái mùa mà có rau dền đỏ thì lấy cái thân rau dền đó thì nấu nó đỏ không thì làm màu. Rất là thích ăn. Ăn cái này bổ máu cô chú anh chị ngon. Trứng gà ta con gái gửi nó chiên nó ăn. Còn miếng chị lấy đi ăn luôn. Thủy thì thích ăn một món canh thôi. Còn con của Thủy thì nó thích ăn trứng nó chiên. Cá đồ một nắng nhà Thủy bán ngon. Nhà Thủy nấu có một món nào. Ăn không có trước được đó mà nhiều món không có thời gian còn nó cái khoai tây này nó cái biến vậy nó rất là bở luôn. Hầm hầm với xương sườn non ăn đồ của chú vậy. Cái này anh Mãi anh mua một bể sườn non luôn, cục thịt ngon ghê. Cái chén nước mắm cay ăn hấp dẫn ngon. Chấm thử chấm nước mắm đây, chấm nước mắm thử ngon. Cái nước canh ha, cái nước canh quá ngon. Cái củ cà rốt nhà Thủy bán à. Rất là ngọt, cà rốt ngọt, khoai tây thì bở, củ dền cũng ngọt, củ dền ngọt cực. Trong cái dân tô là đa số củ dền không mà có chính trị để ăn cho bổ não, con máu. Quá ngon.
Ở trong này gọi là canh súp đó cô chú chị. Ăn miếng thịt vô, chấm miếng nước mắm cay cay. Hấp dẫn. Ngon hơn. Con thử ăn miếng cá đồ một nắng đi. Ngon lắm. Thì ăn phải có canh cô chú anh chị, thì phải chan canh vô, em phát em thiên chan canh vô đi, chứ không chan canh vô cô chú anh chị nuốt không nổi. Cá ủ một món rất là ngon, chấm nước mắm nằm lên một xíu, cầm lên một xíu ngon 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 đỉnh luôn á. Đúng không? Cầm lên ăn viên con luôn hay không? Ăn viên con nó lạc nhất nào. Ngon. Anh mãi anh hầm cái xương đó cô chú chị nó mà làm nhiều. Quá ngon. Hồi sáng giờ chưa ăn giờ đói bụng rung. Ngon. Ăn cho có cơm. Lên đó xong chiều đó em thiên qua nhà thị chơi ăn nữa không ăn mà thôi. Củ giờ rất ngon, hồi nãy thấy gọt củ giờ nhiều á. Ở trong miền Nam mà cô chú anh chị đa số là người ta nấu canh này nè. Hồi nãy thu thủy gọt cả chục củ cho anh lắm. Đi khám bác sĩ á, mà mình bị chóng mặt hay là mình thiếu máu á, bác sĩ kêu về nấu canh này nè ăn. Mấy bữa chị gái của Thủy á, nhà Thủy á có mấy chị gái mấy em gái ăn chay, không có ăn thịt cá, không ăn thịt bò, thì bác sĩ khám bác sĩ không có biết là ăn chay đâu, nhưng mà bác sĩ nói á, thiếu máu về nấu canh này nè ăn. Xong chị gái thì á về nấu canh này có khi lấy củ này nấu nước uống. Cái sụn rất là ngon. Anh mãi anh hầm mềm mềm dục luôn, thì cắn cái sụn mềm. Quá đã. Ăn phố dền quá trời.
Em thêm ăn ít lắm, ăn lặt vặt ở nhà thì bán trái cây bán đủ thứ gần chợ, cho nên nó thích ăn gì nó bốc ăn. Còn cái nhà thủy nó không có đuối, nó ăn vặt suốt, có khi nó không ăn cơm mà nó một chén cơm no nha. Để đói quá rồi chứ thì nó dùng tay dùng chân lắm, mình ăn thật sự nó không ngon lành gì, cho nó rút kinh nghiệm mai mốt mà anh mãi nấu đồ ăn trẻ thì coi vậy đó, có gì thì mua thì ăn. Bây giờ thì ăn mà mệt, nó nhìn mệt làm mệt, về xong nhịn đói từ sáng. Quá ngon. Ngon quá, có chuyện gì không? Chắc Thủy xin kết thúc video ở đây của chúng chị ơi. Để Thủy nghỉ ngơi, chiều Thủy bán lại. Hôm nay Thủy hơi mệt, đói lả người hay sao? Trước khi kết thúc video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy cái like, động lực chia sẻ của chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye.